các bạn, mình là Trang. Mình là học sinh năm nhất của trường Toyota. Lý do mình chọn trường này đó là trường mình học khóa 3 năm. Nếu mà các bạn học chọn khóa 3 năm thì năm đầu tiên các bạn sẽ một tuần các bạn sẽ được học 4 tiết tiếng Nhật. Và sau đó một tuần mình có khoảng tầm 4 đến 5 tiết học gì siêu, học trên xưởng. Như tiết thực hành cao, sau khi tốt nghiệp thì mình có thể tìm được một công việc tốt. Và trong khi các bạn ở trường, các bạn có tỷ lệ đỗ NQ 100%. Cứ cố gắng với mình nhé. Kabarimasu. Hiện tại tôi đang là học sinh năm nhất của trường. Sau khi nhập học, tôi có vài cảm nhận muốn gửi đến các bạn. Thầy cô tại trường rất dễ và luôn mang lại cho mọi người hứng thú khi học tập. Mặc dù ô tô là một trong những ngành rất khó tại Nhật, nhưng nếu học tập và rèn luyện tại trường Toyota thì các bạn sẽ cảm thấy mọi thứ rất là dễ dàng. Thứ hai đó là trang thiết bị tại trường. Với trang thiết bị tại trường với rất nhiều ô tô và đầy đủ mọi thứ cung cấp cho bạn trong quá trình học tập để các bạn hiểu dễ hơn và nhanh có thể hiểu từng bộ phận của xe. Toyota là một trong những trường tốt. Tôi rất mong bạn đến và học tập tại trường. Xin chào, mình là Việt Anh. Hiện tại mình đang là học sinh năm nhất của trường Toyota. Nếu mọi người muốn học về ô tô thì trường Toyota là một trường rất tốt. Chọn trường đó sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Sau khi tốt nghiệp, mọi người có thể nhận được Level 2 của cấp chứng chỉ của trường. Không kể cả Nhật Bản, đâu bất kỳ đâu các bạn cũng có thể làm việc và có thể có ích cho tương lai. Hãy đến và tham gia. Bạn quá. Bồ gà như tôi.